giờ đang đi vô đền Tà Prum, nơi Angelina Jolie đóng phim Ngôi Mộ Cổ. Rồi rồi, cho nên mình cho lòng sao đi. Gá tao mày gá cho anh ta chụp hình gà. Hello sir, foto one picture. Ah, nhặt đá ra cơ nhà hai ba ê. Dư Yên. Rồi. Đi thôi Dương con. Dương. Wow. Chú vô con chụp cái chút. Một hai, tới đây một hai.